Rất vui được gặp lại quý vị yêu thích khám phá lịch sử thế giới. Chúng ta đã từng được nghe câu danh ngôn: với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ. Đúng vậy, nhưng đối với những người thống trị tàn bạo và độc ác nhất lịch sử thì cái cớ đó được hiểu là sự bành trướng, muốn chứng tỏ khả năng thống trị của mình bằng dao kiếm và quyền lực. Hãy cùng lật lại lịch sử để xem những cái tên độc ác khét tiếng đó là ai. Trước khi bắt đầu hành trình, đừng quên đăng ký kênh Lịch Sử Thế Giới để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Mở đầu cho danh sách này là hoàng đế La Mã Caligula, được biết đến là một vị vua điên cuồng, độc ác và trụy lạc khủng khiếp. Caligula tên thật là Gaius Caesar Julius Augustus Germanicus, sinh vào năm 12 sau công nguyên trong một gia đình với cha là một người hùng trên mặt trận miền Bắc Vương quốc, mẹ là cháu của hoàng đế Augustus. Gia đình của Caligula có thể nói là một trong những gia đình quyền lực nhất của đế chế La Mã. Trong nhiều thế kỷ, cái tên hoàng đế Caligula gắn liền với sự điên cuồng, tàn bạo và đồi trụy, theo trang Alison.eu. Không phải tự nhiên mà người ta làm phim về cuộc đời của ông với cái tên Bạo Chúa Caligula, tác phẩm với nhiều cảnh nóng và nội dung gây tranh cãi y như nhân vật của nó. Trong 29 năm của cuộc đời, hoàng đế Caligula đã phải trải qua những thảm kịch khủng khiếp thời còn nhỏ, ra lệnh ám sát tàn bạo lúc lên ngôi và có một cái chết thảm khốc vào phút cuối. Ông hành hạ các chính trị gia cấp cao thân cận bằng cách bắt họ chạy nhiều km phía trước xe của ông. Caligula cũng ra lệnh tử hình người anh họ Tiberius Gemellus. Bà của Caligula do quá phẫn uất trước hành động này cũng đã chết ngay sau đó. Có nhiều thông tin về cái chết của bà, một số nói rằng bà tự sát, trong khi nhiều người khác khẳng định Caligula đã đầu độc bà. Một trong những hành động điên rồ nhất của Caligula là tuyên bố mình là chúa sống. Ông ra lệnh xây dựng cầu giữa cung điện đến đền thờ thần Jupiter để ông có thể gặp gỡ vị thần này. Ông bắt đầu mặc trang phục của các vị thần và huyền thoại khác nhau như Hercules, Mercury, Venus hay Apollo trước khi xuất hiện trước công chúng. Thậm chí, ông loại bỏ đầu của nhiều bức tượng thần và thay thế bằng đầu của chính mình. Theo nhà viết tiểu sử Cassius Dio, ở tuổi trưởng thành, Caligula vẫn tiếp tục chơi các trò hóa trang trẻ con như mặc quần áo kỳ lạ, đi giày con gái, đeo tóc giả và phụ kiện. Ông muốn mình trông khác người và khác một vị hoàng đế, Dio viết. Theo trang Britannia, hoàng đế Caligula có tình cảm mãnh liệt và quan hệ loạn luân với các chị em gái của mình, đặc biệt là Rosilla. Khi bước vào tuổi mới lớn, ông từng phát hiện quan hệ trên giường với Rosilla. Khi Rosilla chết, Caligula tôn cô làm nữ thần. Rosilla là người phụ nữ đầu tiên ở Rome được vinh hạnh này. Tuy chỉ sống 29 năm, Caligula đã lấy tới 4 vợ. Theo trang Mars Monat, người vợ đầu tiên là Julia Claudia chết trẻ. Người vợ thứ hai là cô dâu Livia Orestilla bị Caligula cướp ngay tại đám cưới. Sau đó vài ngày, ông ly dị với cô. Sau đó, Caligula cưới vợ lần ba, một người phụ nữ giàu có tên là Gloria Paulina, nhưng cũng nhanh chóng chán cô. Ông cưới người vợ thứ tư có tên là Minonia Casenonia và họ có với nhau một đứa con. Hoàng đế đặt tên cho con gái là Julia Brusilla, theo tên người em gái mà ông có quan hệ loạn luân. Ngoài ra, theo trang History, hoàng đế Caligula được tin là có quan hệ bất chính với vợ của các đồng minh. Nhân vật tiếp theo có lẽ chỉ nhắc tên thôi cũng khiến nhiều người khiếp sợ là trùm phát xít Adolf Hitler. Nhân vật xứng đáng với cái tên nhà độc tài tàn ác nhất trong lịch sử, Hitler, sinh năm 1889, mất năm 1945, là người Đức có tổ tiên người Áo, là lãnh đạo và tướng tá rồi kiêm luôn người đứng đầu của quốc gia và nắm mọi quyền hành từ năm 1934. Không chỉ tàn ác, ông còn được biết đến bởi bản chất độc tài chuyên chế, lừa dối đồng minh và tinh thần ái quốc cực đoan. Cũng giống với thù hận của Eichmann, Hitler cực kỳ căm ghét người Do Thái và một cơn bão lửa đã ập đến với họ không chút thương tiếc. Chưa hết, cách hành xử của hắn còn ghê tởm hơn, đó là các nạn nhân phải cởi bỏ hết quần áo rồi bị dồn vào trong phòng bơm đầy khí độc. Đó là tội ác không thể so sánh vì sự bạo ngược vô nhân tính của chính sách tiêu diệt con người do hắn tạo ra. Ông là nguyên nhân chính của chiến tranh thế giới 2 và đến nay người Do Thái mỗi khi nhớ về quá khứ, họ không thể quên đi được những nỗi đau kinh hoàng ghê rợn của Hitler.
Để trả giá cho những tội ác của mình, ông đã tự tử bằng súng vào ngày 30 tháng 4 năm 1945. Nhà lãnh đạo độc tài gây ra thảm họa diệt chủng Holocaust tàn khốc, khiến từ 6 đến 11 triệu người thiệt mạng. Không những vậy, Hitler còn gây ra hàng loạt tội ác kinh hoàng trong chiến tranh thế giới 2, cuộc chiến cướp đi sinh mạng của khoảng 85 triệu người. Felician Kabuga bị buộc tội là nhà tài chính chủ chốt đằng sau một trong những tội ác diệt chủng tồi tệ nhất trong lịch sử Rwanda. Felician Kabuga là triệu phú doanh nhân người gốc Rwanda. Quá khứ của hắn có liên quan tới tội ác diệt chủng Rwanda, một trong những hành vi đáng phỉ nhổ nhất trong lịch sử nhân loại. Đồng điền chè của Kabuga đã giúp hắn thực hiện các hành vi diệt chủng. Kabuga đã chi tiền cho đài phát thanh Rwanda để kích động bạo lực tiến tới hành vi diệt chủng thô bạo. Chưa hết, hắn còn cung cấp vũ khí cho người Hutu với 500.000 cái rựa. Đã có từ 500.000 đến 1 triệu người Rwanda bị giết hại trong cuộc diệt chủng, nền kinh tế đất nước tiêu điều. Kabuga bị Tòa án Hình sự Quốc tế của Liên Hiệp Quốc cáo buộc rất nhiều tội trạng. Felician Kabuga là tên tội phạm tàn ác và đang bị truy nã gắt gao nhất ở châu Phi. Tòa án Hình sự Quốc tế đang truy tố Kabuga vì hành vi phạm tội nghiêm trọng theo Công ước Geneva 1949, tội phạm chống lại loài người và tội diệt chủng. Felician Kabuga là kẻ đã dùng tiền và vũ khí để tiếp tay cho những tên chủ mưu trong chiến dịch thảm sát hơn 800.000 người Rwanda trong 100 ngày vào năm 1994. Hiện Felician vẫn đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Trong thời gian nắm quyền từ 1975 đến 1979, Pol Pot và tập đoàn diệt chủng đã gây ra cái chết của khoảng 2 đến 3,5 triệu người dân Campuchia. Bất kỳ ai mang trong người dòng máu con người Việt Nam chắc chắn sẽ mãi không quên được những ký ức đau thương, nỗi sợ hãi đến tột cùng khi nhắc về vụ giết người hàng loạt ở Ba Chú thuộc tỉnh An Giang và vụ diệt chủng ở Campuchia bởi những chính sách tàn bạo, độc ác của quân đội diệt chủng Pol Pot, với tổng số người chết lên đến 2,5 triệu người dưới bàn tay hung ác của ông. Pol Pot sinh năm 1925 và mất năm 1998. Ông ta đứng đầu đảng Cộng sản Khmer Đỏ và là tướng tá của Campuchia. Ông ta lãnh đạo một đất nước theo hướng nông nghiệp cực đoan, bằng cách bắt các cư dân thành phố chuyển tới nông thôn để làm việc trong trang trại tập thể. Không những thế, họ còn bị bỏ đói, khát, thậm chí là bị bóc lột sức lao động cho đến tắt thở. Theo quan điểm của người này, sống cũng không được gì, chết cũng vậy. Và thế là ông ta ra lệnh xiềng xích hàng trăm hàng ngàn người. Có người bị bắt tự đào mộ chôn sống mình, những người khác thì bị đánh tới tấp, dùng roi sắt để tra tấn man rợ. Bọn người này không ngần ngại mà còn thẳng tay đối với những người có học thức, người thành phố hay đảng viên, quan chức và một số bộ phận khác. Thật là dã man. Tướng Isichiro, chỉ huy của đơn vị 731 khét tiếng của Nhật Bản, đã gây ra nhiều tội ác kinh hoàng như phẫu thuật sống trên cơ thể người, giải phẫu cắt bỏ chân tay của các tù nhân và gắn lại vào các phần khác của cơ thể. Theo ước tính, có khoảng 13.000 người đã tử vong trong các thí nghiệm rùng rợn của đơn vị 731. Được khởi động từ một dự án trước đó, đội phòng chống dịch bệnh và thanh lọc nguồn nước của quân đội quân Quang Đông, hay còn được gọi là đơn vị 731, được thành lập vào năm 1936 dưới sự chỉ huy của tướng Shiro Ishii trong thời gian chiến tranh Trung Nhật lần thứ 2 và Thế chiến 2. Các cơ sở thí nghiệm được thành lập tại những địa điểm khác nhau ở Trung Quốc bị Nhật chiếm đóng, trong đó có Pinpan và Sinking. Các nhà khoa học muốn tìm hiểu giới hạn về cơ thể con người, do đó họ đã tiến hành nhiều thí nghiệm trên tay và chân của nạn nhân. Đôi khi, các chi đã được đông lạnh và rã đông để nghiên cứu cách tê cống và hoại tử phát triển. Cũng có khi chân tay bị cắt và khâu lại vào phía sau của cơ thể. Trong một vài thí nghiệm, khi chân tay đã được loại bỏ, các nhà nghiên cứu chỉ đơn thuần quan sát sự mất máu của nạn nhân. Nhiều nạn nhân bị cắt bỏ cơ quan nội tạng trong cơ thể, thậm chí các cơ quan sau đó còn bị khâu nối lại một cách kỳ quái trái với tự nhiên. Các thí nghiệm với áp lực cao tiếp xúc với hóa chất độc hại, máu ly tâm, dốt, truyền máu động vật, chôn lấp và chụp X-quang cũng được tiến hành. Một trong những thí nghiệm tàn bạo nhất để tìm ra cách tốt nhất điều trị chấn thương mảnh bom trong thời gian chiến đấu. Tù nhân bị buộc vào các cọc gỗ ở vị trí xung quanh một quả bom, có khoảng cách khác nhau trước khi quả bom nổ. Những người sống sót sẽ được phẫu thuật, những người chết sẽ được khám nghiệm tử thi. Các tù nhân trở thành mục tiêu để thử nghiệm các loại vũ khí khác như súng phun lửa, bom vi khuẩn hay vũ khí hóa học. Cựu Tổng thống Uganda.
Idi Amin Dada được coi là tên hung thần khát máu nhất trong lịch sử châu Phi giai đoạn hậu thuộc địa. Trong thời gian nắm quyền, nhà lãnh đạo này đã gây ra cái chết của khoảng 30.000 người. Ông sinh khoảng năm 1920. Nhiều thông tin cho rằng như Encyclopaedia Britannica, Encarta và Columbia Encyclopedia cho rằng Amin sinh ra ở Koboko hay Kampala vào khoảng năm 1925 và cho rằng ngày sinh của ông không rõ. Quedeco cho rằng Amin sinh ngày 17 tháng 5 năm 1928, nhưng thông tin này vẫn đang gây tranh cãi. Sau khi khám nghiệm tử thi của ông, các cơ quan y tế cho rằng ông mất ở tuổi 80, nghĩa là ông sinh khoảng năm 1923. Chỉ có điều chắc chắn là Amin sinh vào khoảng giữa thập niên 1920. Amin gia nhập vào quân đội thực dân Anh năm 1946 và được thăng đến hàm trung tướng và tư lệnh quân đội Uganda. Ông đã được trao quyền lực trong một đảo chính quân sự vào tháng 1 năm 1971, phế bỏ Milton Obote. Vào thời kỳ cầm quyền của ông đã đàn áp chính trị, lạm dụng nhân quyền và hành quyết các dân tộc khác, trục xuất người Ấn Độ ra khỏi Uganda. Con số nạn nhân của chế độ Amin không rõ lắm, nhưng các nhóm nhân quyền ước tính là từ 100.000 đến 500.000 người bị giết hại. Amin ủng hộ độc lập cho Palestine. Điều này dẫn đến vụ không tặc một chuyến bay của hãng Air France hạ cánh ở Uganda. Ông mất năm 2003 tại Ả Rập Xê Út, nơi ông sống phần còn lại của cuộc đời sau khi bị lật đổ. Thưa quý vị, tự do tôn giáo là quyền hiến định của mỗi công dân. Tuy nhiên, có những giáo phái đã gây ra những tội ác kinh hoàng mà thế giới văn minh cần loại bỏ. Jim Jones là giáo chủ, đồng thời là người sáng lập giáo phái bệnh hoạn People's Temple. Ông ta được biết đến rộng rãi với việc gây ra vụ tự sát tập thể ở Jonestown vào năm 1978, trong đó có việc đầu độc hơn 300 trẻ em. Được thành lập vào năm 1956 bởi Jim Jones, People's Temple bắt đầu như một hội của nhà thờ với các hoạt động giúp đỡ những người nghèo tại Mỹ. Tổ chức ra đời tại Indianapolis, bang Indiana, rồi sau đó được chuyển tới Redwood Valley, California vào những năm 1966. Với mục đích ban đầu tốt đẹp, People's Temple nhanh chóng thu hút được sự tham gia của nhiều tín đồ. Tuy nhiên đằng sau đó là một âm mưu khủng khiếp của Jim Jones mà không ai ngờ tới. Cuộc thảm sát ở Jonestown được xem là cuộc tàn sát dân thường lớn nhất tại Hoa Kỳ cho đến sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9. Theo đó, Jim Jones, người đứng đầu hội kín People's Temple, đã ép 909 người dân vô tội uống thuốc độc. 1/3 trong số đó là trẻ em và trẻ sơ sinh. Jones thúc giục mọi người tự tử bằng những câu nói: "Nếu lính Mỹ tới đây, họ sẽ tra tấn những đứa trẻ của chúng ta. Họ sẽ tra tấn chúng nữa. Chúng ta không thể chịu được điều đó." Jones yêu cầu mọi người phải khẩn trương hơn và mang tới một bình lớn, trong đó có chất độc được pha sẵn. Sau đó, Jones chết do bị bắn vào đầu. Nhưng không ai biết được viên đạn có phải là do hắn tự kết liễu đời mình hay không. Cái tên tiếp theo là nhà độc tài khét tiếng ở Chile, Augusto Pinochet. Augusto Pinochet là cựu tổng thống độc tài của đất nước Chile. Pinochet đã tự bổ nhiệm bản thân làm tổng thống Chile từ năm 1974 sau khi thực hiện cuộc đảo chính năm 1973. Trong 16 năm nắm quyền, tổng thống Pinochet đã thực hiện nhiều vụ trấn áp chính trị, giết chết 3.000 người dân Chile cũng như bỏ tù hàng chục nghìn người. Pinochet nắm quyền lực ở Chile sau cuộc đảo chính do Hoa Kỳ hậu thuẫn vào ngày 11 tháng 9 năm 1973, đã lật đổ chính quyền xã hội được bầu cử tại dân Unidad, chính phủ phổ biến của Tổng thống Salvador Allende và chấm dứt sự cai trị dân sự. Sau khi lên nắm quyền, Pinochet đã đàn áp những người cánh tả xã hội chủ nghĩa và những nhà phê bình chính trị, dẫn đến việc xử tử từ 1.200 đến 3.200 người, bắt giam 80.000 người và tấn công hàng chục ngàn người. Theo chính phủ Chile, số vụ hành quyết và mất tích cưỡng bức là 3.095 người. Đến nay, vai trò thực sự của Pinochet trong vụ lật đổ Tổng thống Allende vẫn còn gây tranh cãi. Bản thân Pinochet khẳng định chính mình đứng ra đạo diễn mọi thứ. Những người cùng tiến hành đảo chính thì lại bảo Pinochet chỉ quyết định tham gia đảo chính vào phút chót. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông này cũng nắm vị trí lãnh đạo trong nhóm 4 người cầm quyền ở Chile sau đó và tuyên bố mình là tổng thống vào năm 1974. Những ngày đen tối trong lịch sử Chile bắt đầu sau khi cuộc đảo chính diễn ra. Quyền dân sự bị bãi bỏ, các đảng phái cánh tả bị đặt ngoài vòng pháp luật, quyền hạn của các nghiệp đoàn bị giảm thiểu tối đa. Tất cả mọi quyền lực đều tập trung vào tay của Pinochet.
Trong suốt nhiều năm sau cuộc đảo chính, người ta thường xuyên thấy xác của những người được cho là có cảm tình với cánh tả trôi dạt ở hai bờ sông Mapocho đầy bùn nhão ở Santiago. Người ta đã khai quật lên hàng loạt ngôi mộ tập thể đầy những xác chết bí ẩn. Kết thúc danh sách khét tiếng ngày hôm nay là cái tên Benito Mussolini. Thủ tướng độc tài cai trị phát xít Italia đã cùng với Hitler chống lại quân đồng minh trong chiến tranh thế giới II. Benito Mussolini là nhà lãnh đạo phong trào phát xít đầu tiên ở châu Âu rồi cầm quyền tại Italia từ năm 1922 đến 1943 và gây ra nhiều tội ác. Nhưng vào ngày 28 tháng 4 của 60 năm trước, ông ta bị du kích quân hành giết rồi treo xác trên quảng trường cho mọi người phỉ nhổ. Benito Mussolini đã chuyển chế độ chính trị của Italia sang chủ nghĩa phát xít. Về sau, nhà độc tài này đưa Italia vào khối trục của trùm phát xít Hitler chống lại quân đồng minh trong chiến tranh thế giới II. Cụ thể, vào năm 1937, Benito Mussolini quyết định liên minh với đế quốc Đức Quốc xã của Hitler và Nhật Hoàng Hirohito để tạo thành trục phát xít. Kể đến năm 1940, nhà độc tài Mussolini lãnh đạo và đẩy Italia tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Trong chiến tranh thế giới II, Mussolini trở thành thân hữu của nhà độc tài Hitler, cùng đồng hành trong nhiều chiến dịch nhằm bành trướng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa phát xít. Kể từ đó, Đức, Italia và các nước cùng khối trục mở rộng chiến tranh thế giới II, gây ra tổn thất to lớn về người và tài sản. Benito Mussolini rất chú ý đến việc xây dựng hình ảnh cá nhân là một biểu tượng của sự mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhà độc tài này đã tham gia vào những cuộc chiến tranh thực dân như chiếm Ethiopia vào năm 1935 và thông tính Albania vào năm 1939. Thêm nữa, Mussolini còn dính líu đến cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha. Sau khi bị đánh bại ở nhiều mặt trận và sự suy sụp của phe phát xít trước quân đồng minh, Mussolini cùng người tình quyết định bỏ trốn sang Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 4 năm 1945, khi đang trên đường bỏ trốn, Mussolini bị quân du kích phát hiện tại trạm kiểm soát ở Dongo, gần hồ Como. Đến ngày hôm sau, lực lượng kháng chiến Italia quyết định treo cổ Mussolini và Bettazzi cùng 16 thuộc hạ. Sau cùng, thi thể của Mussolini và đồng bọn được chuyển tới Milan và treo ngược trên quảng trường để công chúng tận mắt chứng kiến kết cục nhục nhã của nhà độc tài Italia. Kính thưa quý vị, những cuộc thảm sát đẫm máu, những cuộc thanh trừng khốc liệt đều được ra lệnh bởi những kẻ độc tài mà sự tàn bạo của họ chỉ có thể được coi bằng hai từ khát máu. Những kẻ hủy diệt trong lịch sử nhân loại đã lấy đi sinh mệnh của hàng triệu người dân vô tội, để lại nỗi sợ hãi, ám ảnh, kinh hoàng và ghi danh lịch sử không phải bằng sự oai hùng mà bởi sự tàn ác không giới hạn của mình. Dù vậy, cái kết về những tên độc tài hung bạo đều là ác báo cho những gì họ đã gây ra. Đó cũng là những thông tin khép lại video ngày hôm nay của Lịch sử Thế giới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!